Số 3. Các thiên nhãn chung quanh đền. Đức Hộ Pháp đã trấn thần và có giải thích về các thiên nhãn chung quanh đền thánh như vậy. Thiên nhãn ngó ra ngoài đền thì để cho thiện nam tín nữ quỳ ở ngoài sân lại vào. Còn thiên nhãn ngó vào đền vì người đạo quỳ ngang sợ ô uế, không thể coi sóc cho tinh khiết được. Và từ đây, dù ở chân trời, gốc bể nào mà nhân sanh biết hướng về tòa thánh cầu nguyện cũng sẽ được hồng ân của Đức Chí Tôn chiếu giám. Thật vậy, cơ giải thoát chúng sanh lần này là cuối cùng. Đức Chí Tôn phải ra công dạy dỗ cho toàn thể tín đồ biết hồi tâm hướng thiện, quay về đường chánh giáo, lo tu tâm dưỡng tánh, lập công bồi đức, hầu ngày chung quy được hội hiệp với người nơi cõi thiên liêng hằng sống. Mở rộng trường công quả, Đức Chí Tôn quyết lòng chỉ bảo cho các môn đệ có thể lập vị cho mình và độ rỗi nhân sanh còn xa ngã trong vòng tục lụy. 1. Giới thiệu hình ảnh. Phương ngôn Tây có câu: con mắt là cửa sổ của linh hồn. Quả thật, phía trong hành lang là vách đền thánh. Giữa mỗi căn có một khuôn cửa sổ lớn trang trí bông sen. Giữa mỗi khung đều có thánh tượng. Tất cả là 23 khung cửa sổ trang trí hai mặt. Trong ngoài thành ra có đến 46 thiên nhãn. Hai mặt trên và dưới khung là hai bụi sen đối nhau, có đủ hoa, lá, bông trái và ngó sen. Sắp xếp thật mỹ thuật, với các con số này nói lên đầy đủ ý nghĩa của đạo pháp. Chính giữa khung là thiên nhãn thầy, tức là con mắt trời, đặt trong một tam giác đều. Trong khung cửa sổ có hai bụi sen đối xứng nhau. Mỗi bụi sen có hai trái hiệp lại thành bốn trái sen. Mỗi bụi bốn lá sen, tổng cộng trên dưới có tám lá. Ngoài là khung chữ nhật đứng, nhưng sáng bốn góc thành hình bát giác. Từ mỗi bụi sen có ba bông sen nở hồng tươi. Trên ba, dưới ba thành sáu bông. Hai bên sườn của khung mỗi bên có hai bông búp hiệp lại là bốn búp sen tươi. Vậy cả thải có 10 bông sen. Toàn bộ có 12 ngó sen trắng quay về nhau. Từ thiên nhãn này tỏ ra 16 tia hào quang sáng chói. Trên là 9 tia, dưới là 7 tia. Hai bát quái. Hai, ý nghĩa của sen và các con số. Sen có nhiều ý nghĩa. Sen là hình ảnh của Phật đạo, chứng tỏ cao đài còn gọi là Phật giáo chấn hưng. Sen là biểu hiệu sự thanh cao, tinh khiết, sống trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Cũng như người tu hành chân chính thì dù có sống trong trần thế mà không nhiễm bụi của thế trần, tức là cư trần bất nhiễm. Tòa sen chỉ nơi Niết Bàn mới có, ấy là cõi Phật. Các đấng thần thánh tiên Phật trước kia cũng mang xác phàm ở nơi cõi trần như chúng ta mà không nhiễm trần, lại tìm chân lý mà độ rỗi chúng sanh, nhờ tu đắc vào thiên vị và ngự nơi cảnh thiên liêng hằng sống. Thiên nhãn là ngôi thái cực, tức là trời. Nhãn là chủ của tâm, khi tâm ta động thì trời đã biết. Tâm ta tưởng trời, tức có trời trước mặt, dù ở phương nào cũng vậy. Ấy, Phật tức tâm,
tâm tức Phật. Đức Chúa cũng chỉ tâm làm nguồn cội của con người. Từ trong thiên nhãn tỏa ra 16 tia hào quang sáng chói. 16 tia là 16 đường bán kính của vòng tròn. Thật sự chỉ còn là 8 đường kính, tức là 8 con đường đoạt đạo, dành cho 8 phẩm cấp chân hồn. Ngày nay là cơ đại ân xá của Đức Chí Tôn, nếu tu thì thành, giữ thì đọa. Tính từ đường thẳng ngang đếm lên là 9 tia, tượng trưng 9 tầng trời, gọi là cửu thiên khai hóa. Người tu nếu gặp duyên thì kết, không gặp thì tan. Phía dưới có 7 tia tượng trưng thất tình, mà bất cứ con người nào trên trái đất này cũng có. Nếu không biết tu tâm dưỡng tánh để cho thất tình dấy loạn, thì người sẽ bị say đắm hồng trần, phải chịu trong vòng luân hồi sanh tử. Nay Đức Chí Tôn mở đạo là dạy người tu để biến thất tình thành thất bổ, hầu được siêu phàm nhập thánh, tránh khỏi đọa luân hồi chuyển kiếp là vậy. Về thất tình, ngụ một ý nghĩa là từ trước các tôn giáo nào cũng diệt thất tình, nhưng đạo Cao Đài là chủ trương chế ngự thất tình. Bởi vậy, con người phải nương theo cửu thiên khai hóa mà tu hành về hiệp với trời. Tóm lại, thánh ngôn thầy dạy sau đây là giải trọn vẹn những yếu lý về khung cửa trang trí sen này. Thầy đã nói với các con rằng, khi chưa có chi trong càn khôn thế giới, thì khí hư vô sanh ra có một thầy, và ngôi của thầy là Thái Cực, tức là mắt trời. Thầy phân Thái Cực ra lưỡng nghi, hai bụi sen. Lưỡng nghi phân ra tứ tượng, bốn trái sen. Tứ tượng biến ra bát quái, tám lá sen. Bát quái biến hóa vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới. Thầy lại phân tánh thầy mà sanh ra vạn vật, là vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Thái Cực sanh lưỡng nghi là hai bụi sen. Vào thời kỳ chưa phân trời đất vẫn còn mờ mờ, khi Thái Cực nổ mới có ánh sáng. Khí thanh bay lên làm trời, khí trượt chìm xuống làm đất, ấy là Thái Cực sanh lưỡng nghi, biểu tượng bằng hai bụi sen. Thầy dạy, vạn vật trong càn khôn vũ trụ duy có một cái lý duy nhất gọi là hư vô. Hư vô mới chuyển biến phát sinh một sản phẩm tối linh nguyên thủy là Thái Cực, tức là thầy. Thầy lại phân tánh ra hai lý đối nghịch lẫn nhau, tương khắc tương hòa, tương sanh tương diệt. Lý ấy là âm với dương, theo danh từ Nho Gia thường gọi. Nếu gọi theo nguyên thủy của nó thì là lý đơn nhất Thái Cực. Thái Cực là chủ thể tất cả vạn hữu thường tồn, bất diệt. Thái Cực mới chiết tánh ra Pháp, tức Phật Mẫu, mà tạo cơ hữu tướng. Nhưng lý Thái Cực rất vô biên quyền diệu nhiệm màu, khi chưa tạo càn khôn thì chẳng có chi tất cả. Thái Cực mới xoay lộn vòng tròn trong khí hư vô, rồi vì cái xoay lộn ấy mà do một quyền vi màu nhiệm tối đại tối linh, Thái Cực mới cọ sát với khí thể bên ngoài, mới biến sanh nhất thể là Pháp. Như thầy đã nói, cái lý này thật màu nhiệm vi diệu lắm, khó mong diễn tả. Lưỡng nghi sanh tứ tượng, ấy là bốn trái sen. Mỗi bụi sen có hai trái hiệp lại mà thành.
cũng như khi có trời đất mới phân định bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Tứ tượng biến bát quái, tổng cộng trên dưới có 8 lá sen, mỗi bụi sen có 4 lá. Ấy là khi trời đất đã định bốn phương rồi mới sinh ra 8 hướng là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Số 10 là do 6 bông sen nở và 4 bông sen búp hiệp cả thải có 10 bông sen, tượng trưng cho thập thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Số 10 cũng gọi là thập phương chư Phật, vì nơi Niết Bàn mới có tòa sen, ấy là cõi Phật. Các đấng thần tiên trước kia họ cũng mang xác phàm ở nơi cõi trần mà không nhiễm trần, lại tìm chân lý mà độ lỗi chúng sanh. Họ đắc vào bậc thần thánh tiên Phật, ví như sen là vật dưới bùn mà không nhiễm bùn, lại có thanh danh là Liên Hoa hay là tòa sen, nên cho là cõi Phật. Số 12 ngó sen trắng tượng trưng thập nhị địa chi, tức là 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Thầy dạy thập nhị khai thiên là thầy chúa của càn khôn thế giới, nắm trọn thập nhị thời thần vào tay. Số 12 là số riêng của thầy. Ý nghĩa số 12. Số 12 là số đặc biệt, tức là 9 cộng 3. 9 là cơ quan vận chuyển, 3 là ba ngôi. Lấy ba ngôi hiệp vào cơ vận chuyển, tức là cơ quy nhất, nắm cả các pháp trong tay, mà người nắm pháp ấy là chủ thể càn khôn vũ trụ. Nên thầy có nói số 12 là số riêng của thầy vậy. Nếu cộng lại là 1 cộng 2 bằng 3, tức là 3 ngôi đầu tiên. Nếu tính theo hàng là 1 và 2, tức là Lý Thái Cực đứng trước luật âm dương, thì thấy rõ quyền năng trưởng quản trong đó. Vì thế nên thầy nói chi chi cũng có luật định, không một vật chi ngoài quyền sở định của tạo hóa hết. Nhưng luật công bình có hai phần, một âm một dương biến động, dù ngay trong luật định cũng có, ở đâu cũng có cái lý mâu thuẫn trong đó. Hễ có mâu thuẫn tương quan là có biến sanh, hết dòng biến đổi mới trở về trạng thái đầu tiên là một, rồi từ một trở lại trạng thái hư vô. Cho nên người tu đắc nhất quy cơ là thành đạo, nghĩa là hiệp cùng Lý Thái Cực để trở lại trạng thái tĩnh lặng nhiệm màu. Trong là lý hư vô phát sanh một thái cực, thái cực biến hóa ba ngôi, mỗi ba ngôi lại biến hóa nữa thành ra cửu chuyển. Tam giác tượng cho lý tam tài. Đây là khung hình tam giác đều, tượng cho ba ngôi thiên địa nhân. Ba mà một, một cũng là ba. Ấy là tam âm tam dương, là hình ảnh của quẻ càn, ba hào và khôn. Ba hào chỉ có người đạo đức mới đứng trong hàng tam tài mà thôi. Bởi người có ba hạng: nguyên nhân, hóa nhân, quỷ nhân. Nay là cơ đại ân xá của Đức Chí Tôn, nên thầy cho về cùng một lượt. Kinh Phật Mẫu có câu: trùng quần phục vị thiên môn, nguồn linh quá chủng, quỷ hồn nhất thăng. Đó là biểu tượng trong khung hình. Trên có ba bông sen, dưới có ba bông sen nở tươi, nói lên lý tam tài vậy. Khác với buổi đầu là các hạng người này về tuần tự,
nguyên nhân, rồi đến quá nhân, sau cùng là quỷ nhân. Kinh rằng: Tùng quần phục vị thiên môn, nguyên linh quá chủng, quỷ hồn nhất thăng. Vì lẽ đó, người đạo sẽ không thắc mắc tại sao trong cửa đại đạo ngày nay có nhiều biến thái: kẻ phá, người xây, kẻ tu chân chính, người toan sửa đổi, vân vân. Thầy có dặn dò. Thầy đã nói, thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, nó hàng thừa dịp mà cắn xé các con. Xong trước, thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặn là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp ấy cho đến ngày hội hiệp cùng thầy. Ấy vậy, đạo là vật rất hữu ích, như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ, còn bỏ đạo thì các con ở dưới phép tà thần. Thử hỏi hổ lang là ai? Xưa nay thường có ý nghĩ rằng bọn hổ lang là những kẻ lòng lang dạ sói, chuyên làm khổ cho mọi người. Trên không kỉnh trời, dưới không kỉnh đất, vì thầy chẳng dùng sự chi mà thế gian gọi là tà quái dị đoan. Mà nếu xảy ra có một ít dị đoan trong đạo đã dùng lỡ, ấy là tại nơi tâm của vài môn đệ đó. Nếu chẳng giữ theo lẽ chánh mà hành đạo và bài biện nhiều sự vô lối, thì không ít năm sau đây sẽ trở nên một mối tả đạo mà các con đã từng thấy. Quẻ càng ba nét sẽ tạo nên hình tam giác đều, là chỉ tam giáo Phật, Tiên, Thánh. Dù tôn giáo nào cũng do nơi trời mà có, tôn giáo nào cũng có quy củ chuẩn thành, ấy là luật, tức là sự mực thước. Thầy Giáng Cơ dạy, Thánh Ngôn quyển 2 trang 62: Các con đủ hiểu rằng chi chi hữu sanh cũng do bởi chân linh thầy mà ra. Hễ có sống ắt có thầy, thầy là cha của sự sống. Vì vậy mà lòng háo sanh của thầy không cùng tận. Cái sống của cả chúng sanh thầy phân phát khắp càn khôn thế giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội. Nó phải đủ ngày giờ thầy nhất định mới nở bông và sanh trái, đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm. Nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến hóa. Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế này lâu mau đều định trước. Nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai. Biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là tiên Phật bị đọa luân hồi mà ra đến đổi ấy. Như vậy chỉ có 23 thiên nhãn thầy được trấn thần thôi, còn 23 thiên nhãn bên trong không được trấn thần. Thầy cũng bày tỏ lý do tại sao phải là con số 23 mà không là số khác. Đây cũng là số dịch. Chỉ càn khôn thiên địa, bất cứ nơi nào cũng có một quyền hành tối thượng của Đức Chí Tôn đặt để vào đó. Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, thầy ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng. Nhưng mà phép công bình thiêng liêng chẳng phải nên vậy. Ấy là cơ mầu nhiệm cho các con có thể lập công quả. Quẻ càng ba vạch liền ba nét là ba hào dương. Quẻ khôn ba vạch đức ba nét là ba hào âm. Tất nhiên quẻ khôn cũng ba hào nhưng đến sáu vạch. Vậy quẻ khôn nhiều gấp hai lần quẻ càng. Thế nên nói theo một hình thức khác,
là càng ba khôn hai, ngụ một ý nghĩa là tham thiên lưỡng địa. Danh từ này trong thuyết quái truyện kinh dịch giải rằng có thể lìa nhau được là tam, không thể lìa nhau được là tham, có thể lìa nhau được là nhị, không thể lìa nhau được là lưỡng. Ý nói đến căn cơ sự biến hóa sinh thành của vũ trụ. Thiên nhãn trên khung cửa có 16 tia hào quang. Tại sao phải diễn tả là 8 đường kính của vòng tròn? Với đại đạo ngày nay thì phép học ấy tức là đi thẳng ngang đường kính của hình tròn, chứ không phải đi quanh quẩn theo vòng chu vi. Nhưng nếu chỉ đi tắt thì chỉ biết phớt qua chứ không thật thấu hiểu. Vì vậy mà dù cho những chân linh cao trọng cũng phải giáng thế ở các cõi địa cầu để học hỏi từng phần vi diệu mới mong đoạt lý cao thâm. Bài học của họ nhanh chóng hơn những chân linh thường nên cũng mắc mỏ hơn nhiều. Bài học này cũng lý giải cho thiên nhãn đặt bên trong thông thiên đài, làm nơi giáo tông đến đây cầu hỏi thiên liên, thông công cùng các đấng vô hình để hỏi về đạo pháp. Nếu thiên nhãn ở khung cửa sổ của đền là dương thì thiên nhãn đến nơi đây là âm, hợp thành cặp âm dương nhị khí. Đối với ba thiên nhãn trên kia là tam tài thêm vào nhị khí là ngũ hành. Tại sao trong toán học từ xưa đến giờ lấy tâm vòng tròn là không? Số không là số vô vi, nó có tính chất trung tính, nhiệm yếu, hiền hòa, sáng suốt. Vật mang số không là vật trung dung, nhậm lẹ, không khuynh đảo, nhưng chưa tiến hóa. Người mang số không là người lưỡng tính, phần tấn hóa chưa nhiều. Số không chỉ năng lực tiềm ẩn nhưng chưa phát triển đúng mức. Nhưng khi giờ nào một vật chi được thử về không ấy về lẽ đạo, nhưng nguy cơ tịnh lặng hoàn toàn, được gặp nhiều chân phúc quý báu, không không ấy thiệt lý trường sinh. Phép bói toán tính đến số không là rốt ráo vẹn toàn viên mãn. Số không biến dịch vòng quanh thành nhiều bản thể. Số không sẽ là cơ khởi đầu cũng như là cơ chót hết, nó tiếp nối giữa hai đường tấn hóa và quy nguyên. Hai đầu tấn hóa quy nguyên nó ở giữa làm mấu chốt. Qua các luận giải trên có thể diễn tả bằng đồ hình như trên, đó gọi là sự tiến hóa của bát hồn. Tám đường thẳng xuyên qua tâm chính là tám đường kính của vòng tròn. Tám vòng cung là tượng trưng cho bát phẩm chân hồn do Phật mẫu sản xuất nơi kim bàn, vì cơ quan sản xuất vạn linh thuộc pháp. Kinh Phật mẫu rằng: Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp, hiệp âm dương hữu hợp biến sanh. Tám đường thẳng xuyên tâm ấy tượng trưng cơ đoạt đạo. Chúng sanh tu luyện phải do nơi pháp mới thành. Như vậy, bát phẩm chân hồn đi theo chu kỳ này. Khởi từ cơ tấn hóa. Số 1 là vật chất hồn, số 2 là thảo mộc hồn, số 3 là thú cầm hồn, số 4 là nhân hồn, số 5 là thần hồn, số 6 là thánh hồn, số 7 là tiên hồn, số 8 là Phật hồn, cơ phục nguyên.
mỗi hồn đều có tánh chất riêng. Từ vật chất đến nhân hồn là cơ tấn hóa nên có hình chữ dạng số 1, là chỉ cơ đi xuống trần để tạo nghiệp trần duyên, tạo cho đầy đủ quả nghiệp, thành khối gia sản rồi bắt đầu đi lên để học điều mầu nhiệm, nên cơ phục nguyên ở chữ dạng số 2. Chữ dạng ấy là chỉ cơ biến hóa vô cùng đó vậy, nên dạng vật bất kỳ là vật chi có tu cũng ắt có thành. Tám đường thẳng ấy phát xuất từ đâu? Qua đầu hình thấy rõ, trục thẳng đứng, chấn đoài là trục tung, trục ngang là hoành, khảm, ly. Hai đường này giao nhau tại tâm của vòng tròn tạo thành góc 90 độ, đó là tâm không. Nhưng trên đồ hình này, hai đường thẳng giao nhau thành tứ tượng, nên tâm của vòng tròn là năm, tức thuộc ngũ trung, vẫn không sai. Tám đường thẳng này phát xuất từ tám đỉnh của hai tứ giác, hai hình vuông và hai giao điểm của hai tam giác. Ấy là thể hiện phương tu tắc của đạo cao đài đó, tất nhiên là thi hành tam lập, lập đức, lập công, lập ngôn, cũng là thực hành đạo nhân nghĩa như một lệnh truyền đặt trước đền thánh đó. Nếu người tu làm được như Chúa Cứu Thế ngày xưa là hiệp với trời. Ngày xưa Chúa Giêsu đấng ấy vô tận vô biên, thấy nạn của nhân loại đã dẫy đầy, Ngài chỉ xuống tại mặt thế này làm con tế vật đặng chuộc tội tình cho nhân loại, mà lại còn đem quyền của Chí Tôn để nơi tay của nhân loại. Bàn tay đó đã ký đệ nhị hòa ước cho nhân loại. Nó làm cho Ngài thế nào? Do tay Ngài ký tờ hòa ước với Chí Tôn, nên hai tay của Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Hai chân của đấng ấy đã đi trước nhân loại, dìu đường hằng sống cho họ. Rồi hai chân của đấng ấy cũng bị đóng đinh trên cây thánh giá. Còn trái tim yêu ái nhân sanh vô hạn ấy bị một mũi kiếm vô tình đâm ngay cạnh hông của Ngài, lấy giọt máu cuối cùng đó đặng cứu nhân loại. Một tình ái vô biên ấy để lại cho loài người một tôn chỉ yêu ái, tôn chỉ nhìn nhân loại là anh em cốt nhục và khuyên nhủ nhân loại coi nhau như đồng chủng. Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy máu thịt đặng chuộc tội cho loài người. Giờ phút này là giờ hiển thánh của Ngài, dùng quyền hành yêu ái vô biên của Đức Chí Tôn mà tha tội cho nhân loại đó vậy. Thế nên hai đường thẳng này đặt lên nhau tạo nên hình chữ thập. Chính đó là thập tự giá, là biểu tượng của thánh giáo Gia Tô đó vậy. Đây cũng thể hiện hai lẽ âm dương không xa lìa nhau, mà còn tượng trưng cho không gian biểu hiện là nét sổ dọc là dương, thời gian biểu hiện là nét ngang là âm. Chính vì lẽ ấy, dịch mới nói lên lý biến đổi của vũ trụ qua hình Long Mã Phụ Hà Đồ cũng chỉ là một cách diễn dịch, một cách nói mà thôi. Chung quy thì nguyên lý vẫn một, dù luận thế nào cũng không ngoài định luật âm dương của vũ trụ. Thượng Đế ngày nay đến với nhân loại xưng là Thầy, gọi chúng sanh là môn đệ. Thế nên Thầy ban quyền làm thánh thể cho hai vị làm đầu hai cơ quan Hiệp Thiên Đài là Hộ Pháp, Cửu Trùng Đài là Giáo Tông. Khi hai ông chủ này hiệp một là quyền Chí Tôn tại thế.
cơ quan quản trị càn khôn vũ trụ. Qua hình ảnh trên, có hai hình tam giác gác chồng lên nhau là một sanh ba, ba sanh vạn vật, thuộc về cơ trưởng quản, chỉ âm dương hiệp nhất, quyền chí linh, đối phẩm với quyền vạn linh. Chí linh là cơ quy nhất, vạn linh là cơ tấn hóa, nên chí linh đầu nhọn quay lên mà vạn linh đầu nhọn quay về phía dưới. Chí linh và vạn linh vốn đồng quyền nhau. Thầy dạy, thầy là các con là thầy. Vì vậy, về phương diện đối phẩm thì thầy cho một quyền rộng rãi. Bắt đầu từ A, điểm chung quanh có cả thải 12 hình tam giác đều nhau, xoay quanh một vòng tròn không lớn. Đó là cơ thống nhất vạn loại mà thầy là vi chủ, nên nói số 12 là số riêng của thầy là vậy. Thầy ở giữa nắm pháp quy cơ, vòng tròn tượng trưng cho càn khôn vũ trụ, cả vạn linh đều chung chịu trong định luật đó. 6 hình tròn cung nhỏ tượng trưng 6 nẻo luân hồi, tức là AB phẩy, B phẩy C, C A phẩy, A phẩy B, B C phẩy, C phẩy A. Các đường AO, BO, CO chỉ rằng cơ đoạt đạo hiệp nhất chí linh. Nếu hết dòng A phẩy B phẩy mà không biết quy cơ hiệp nhất là phải vòng vòng luân luân chuyển chuyển mãi, tức là còn trong dòng trần tục, không thế gì hiệp một cùng thầy. Nên thầy mới phân ra tam giáo là ba con đường lớn rộng để cho vạn linh do theo đường ấy trở về vị cũ, tức là được hiệp một cùng thầy. Ba cạnh AB, BC, BA tượng trưng tam giáo, chỉ nghĩa rằng trước mặt thầy tam giáo vốn cũng như nhau và cũng đều cùng chung một gốc sanh ra. Gốc ấy tượng trưng tâm không của vòng tròn. Chẳng khác nào thầy nắm chốt xoay chuyển, hễ tâm không dời là tất cả vạn linh đều đổi. Ba đường A0, B0, C0 là luật định của càn khôn vũ trụ. Chúng sanh nếu biết đi đúng theo luật định ấy mới mong hiệp một cùng thầy. Thế nên phương tu phải có luật, có pháp định vị là vậy. Khí khinh thanh bay lên làm trời, khí trọng trượt ngưng xuống làm đất. Không hề có một vật nào đi sái luật đó cho được. Tỷ như đất không thể bay bổng lên từng không khí, quả bóng không thể chìm xuống đáy nước là vậy. Đời thường cho những vật ấy là vô tri vô giác theo đúng nghĩa của nó. Vạn vật thải có tánh linh và đều cùng một điểm linh quan như nhau. Có chăng vật này được phát triển vật kia, linh tánh vẫn ẩn tàng. Nên trước mặt thầy các con vốn cũng như nhau, không có ai trọng cũng chẳng ai khinh. Dầu cho phẩm vật tối linh hay thấp hèn cũng vậy. Thầy tạm dùng danh từ trần tục mà giải, chứ thật ra chẳng vật nào thấp kém hơn vật nào theo nguyên lý thiên nhiên. Xem kỹ trong mỗi hình, thấy có 6 hình thôi. Trong mỗi hình ấy có 2 đường thẳng gốc nhau, ấy chỉ cơ vận hành âm dương trong mỗi bậc luân hồi của vạn linh đó. Lại có 4 hình chữ nhật bằng nhau, tượng trưng tứ tượng biến hóa, nhưng ẩn tàng ở trong mỗi vật thể. Nếu kéo đường thẳng song song với một cạnh qua không và đường chéo của hình chữ nhật kia, thì 2 đường này thẳng gốc nhau, chỉ rằng vật thể nếu gặp duyên thì kết, không gặp
thì ở trong trạng thái tiềm ẩn. Ví như đất nắng thì khô khan mà mưa xuống thì cây cỏ mọc đầy. Đây chỉ rằng kẻ tu hành nếu không gặp cơ quy nhất thì cũng có thể tăng cao tấn hóa mà thoát khỏi vị trí tầm thường mình đang ở để tiến đến vị trí cao hơn. Tỷ như người có tu tiến dầu chưa được trở về cùng thầy chớ cũng được lên những địa cầu khác tấn hóa cao trọng hơn. Sáu cánh ngôi sao chỉ sáu đường luân hồi phóng sẵn từ ngôi thái cực mà ra. Luật luân hồi là cơ tấn hóa. Nhân sanh làm cho kiếp sanh là khổ, kiếp sanh chưa phải là thật khổ đâu. Nếu quá khổ mà không ích chi thì thầy đã bãi bỏ luật định luân hồi. Khổ ấy để tăng tiến mãi, đi đi mãi cho thấu đáo nẻo quyền vi của tạo vật. Đời lầm lạc thường cho luân hồi sanh tử là cơ nhảm nhí không có, ấy là muội lắm. Duy vật nó chỉ biết cái sống của con vật mà thôi, nó không hiểu chính cái con vật đó ở đâu mà có. Dầu cho kẻ ngang ngạnh cho rằng con người ở đất nẻ chung lên, thầy hỏi chớ đất ấy ai sanh, không khí ấy do đâu mà có, vạn vật ấy do đâu có chết có sống. Nếu nói tự nhiên thì sao có sự luân chuyển của mặt trăng mặt trời, của sông của núi của sao của mây gió. Nếu vạn vật thiếu đạo đức thiếu luật định thì chỉ trong một phút tương khắc nhau đụng lẫn nhau tương tàn như cho mạt mà chớ. Giữa khoảng cách quả đất với thái dương hệ và khoảng cách giữa hạt nhân và hạt nguyên tử nó có số tỷ lệ giống nhau. Thầy hỏi chớ sự ấy có ngẫu nhiên khăn chăng. Đời chẳng khác nào lũ mù rờ voi, rờ được cái nào thì cho rằng con voi là đó mà tự đại tự cao. Khoa học vật chất cho là mình đã thắng lý thiên nhiên thì ngu muội không biết là giường nào. Chẳng khác chi con bọ ngựa dơ càng đấu với con voi rồi tự hào rằng mình lớn mạnh. Thầy hỏi nếu thầy rút khí khinh thanh có trong vạn vật trong giây phút thì các con có còn sống nổi chăng? Vạn vật có còn tồn tại nổi chăng? Nguyên tử có còn hiệu lực của nó chăng? Quyền năng của nguyên tử lực không bằng hột cát so với càn khôn là quyền năng tối thượng của chí linh. Thầy hằng thấy sanh chúng khinh rẻ lý đạo, tôn trọng quyền vật dục, chẳng khác nào kẻ đi trong thuyền chê thuyền đi chậm để phóng ra ngoài cho nhanh, rốt cuộc phải rớt xuống sông. Lẽ tử khứ sanh lai cho đến cả một chút tế bào trong thân thể đều phải chịu trong khuôn luật ấy. Các con mới bước qua một nấc để đạt lý thiên nhiên đã vội tự hào thắng cả càn khôn. Khờ lắm thay, dại lắm thay, thương lắm thay. Đó là lý đạo nhiệm màu bất tận vô biên. Thầy chỉ tạm dùng những từ trần tục mà giải nghĩa.